đề nghị phụ mẹ bài ca câu cá của lớp 12, đề nghị thứ hai phụ mẹ múa xe đạp của lớp 12, đề nghị thứ ba phụ mẹ mát xúc múa đêm lại của lớp 11 A1. Giải ba người thầy của bạn học lớp 12. Giải ba thứ hai thuộc về song ca nụ cười 18 đôi mươi của bạn Lâm và bạn Khoa lớp 12. Giải khuyến khích còn một giải ba mát xúc của lớp 12A1. Giải khuyến khích thứ hai thuộc về song ca xe đạp. Giải khuyến khích ba song ca xe đạp của bạn Châu Lệ Lâm lớp 12. Và giải khuyến khích thứ tư thuộc về cô Tử Vân nhé. Đây là một tiếp tục của giải khuyến khích. Xin thầy mời Nguyễn Công Hoàng Nam lên để trao giải cho các em. Mời tất cả các đại diện của các lớp có giải thưởng lên sân khấu để chúng ta nhận giải. Mời thầy Nguyễn Công Hoàng Nam, mời thầy lên sân khấu để trao thưởng lên chúng ta. Thầy nhắc lại một lần nữa. Thiếu một giải ba rồi. Đọc thiếu một giải ba rồi. Đọc thiếu một giải rồi. Giải quyết thứ ba là thuộc về đơn ca Nam. Giải quyết thứ tư